bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nhật Anh. Hôm nay mình có xem chỉ tay cho một chị sinh năm 1980. Và mình thấy cái bàn tay của chị ấy có rất nhiều đường chỉ mới mẻ mà mình chưa từng chia sẻ cho mọi người biết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ trên video này, mọi người cố gắng lắng nghe và theo dõi nhé. Mình sẽ đi vào vấn đề chính luôn. Dấu hiệu thứ nhất, đầu đường sinh đạo có đường chỉ hướng xuống. Vậy đầu đường sinh đạo ở đâu? Đây, đầu đường sinh đạo đây. Có hai đường chỉ hướng xuống chạy thẳng vào gò kim tinh. Vậy hai cái đường chỉ hướng xuống nó nằm vị trí nào? Mình kể mọi người xem này. Đây, đây là một đường. Và đây là hai đường. Đấy. Vậy hai cái đường chỉ nó hướng xuống vào gò kim tinh này nó báo hiệu điều gì? Nó báo hiệu là người lúc nhỏ hay bị bệnh tật, khiến hao tốn nhiều tiền của cha mẹ để phải chạy chữa. Và cuộc đời sẽ dễ mang những cái căn bệnh mà khó chữa. Đấy, có tiền chữa nó nhưng mà nó cũng không khỏi hẳn, nó vẫn cứ bị dai dứt mãi. Và chị ấy cũng xác nhận là lúc nhỏ chị ấy hay bị đau ốm thường xuyên, hay bị đau ốm và tốn rất nhiều tiền thuốc thang. Và tiếp theo nữa là chị hiện tại cũng chia sẻ là bị căn bệnh bị thiếu canxi, tụt canxi. Vì thế luôn luôn phải bổ sung canxi và dinh dưỡng đầy đủ hàng ngày. Nếu một ngày mà thiếu hụt thì cơ thể không làm việc được. Đây là một cái căn bệnh mãn tính mà hiện tại thì chưa có thuốc trị dứt điểm. Vậy bạn nam hay bạn nữ nào mà nhìn trên cái lòng bàn tay của mình mà có cái đường chỉ như thế này thì cũng phải cẩn thận về vấn đề sức khỏe sau này nhé. Tiếp theo, trên đường chỉ sinh đạo có hai đường chỉ chạy hướng lên. Đây, đường chỉ sinh đạo đây. Có hai đường chỉ chạy hướng lên, một đường chỉ chạy hướng lên này, hai đường chỉ chạy hướng lên này. Mình vẽ mọi người nhìn rõ chưa? Nó đây. Kèm theo cuối đường đó trẻ ra nhiều nhánh như hình pháo hoa. Đây, có một đường này, mọi người nhìn rõ này, có một đường này hướng lên này. Nhưng mà trên cái đường hướng lên đó trẻ ra nhiều nhánh như hình cái pháo hoa đấy. Rất là nhiều nhánh. Thì điều này nó phản ánh như thế nào? Mình sẽ chia sẻ luôn. Điều này báo hiệu bắt đầu từ ngoài 30 tuổi. Người này dễ kiếm ra đồng tiền và hay gặp được sự may mắn bất ngờ trong cái công việc. Đây là gọi là đường chỉ tài đạo. Nhưng cái đường chỉ tài đạo này có một cái đặc biệt, đó là có hình pháo hoa ở trên đầu, trên chóp. Nó càng gia tăng cái sự thành công và may mắn gấp nhiều lần. Cái dấu hiệu này mình đã chia sẻ ở nhiều video trước rồi. Tiếp nữa, một cái dấu hiệu nữa đó này, trên gò kim tinh xuất hiện hai đường ngắn chạy song song hướng lên. Đâu? Gò kim tinh đâu? Đây, gò kim tinh là cái mình khoanh tròn đây. Nó đây. Xuất hiện hai đường ngắn song song chạy lên. Đây, một đường song song chạy lên này, mọi người nhìn rõ chưa? Và đây lại là một đường nữa đây. Mình zoom lại cho mọi người xem này. Đấy, nó đây. Mọi người thấy rõ chưa? Đấy, mình khoanh tròn nó đây. Một đường song song này, đấy, đấy, hai đường, đấy. Nó đây. Thế, cái đường này nó báo hiệu điều gì? Nó thể hiện là cái mối quan hệ vợ chồng rất tốt, ít có sự xung khắc. Và số chị này là được nhờ chồng. Và chị ấy cũng phản ánh với mình là hiện tại vợ chồng cuộc sống rất là hạnh phúc, êm đềm. Và chồng chị ấy là một người rất là kiên trì, chịu khó trong cái công việc hiện tại. Và một điểm nữa mình muốn chia sẻ cho mọi người đây, đó là trên gò thổ tinh. Gò thổ tinh ở đâu? Đây là gò thổ tinh. Gò thổ tinh này nó nằm dưới ngón trỏ. Xuất hiện một hình chữ thập. Đây, hình chữ thập nó ở đâu? Đây. Cái vị trí này là ở, mình khoanh tròn đây là dưới ngón giữa nhé. Dưới ngón giữa. Thì cái hình chữ thập này nó báo hiệu là lúc trẻ dễ bị một lần bệnh tật và một lần tai nạn thập tử nhất sinh, nhưng mà vẫn thoát. Chị ấy có xác nhận với mình là đã bị cả hai. Đó là một tai nạn xe cộ, còn lại là một lần bệnh tưởng chết 10-10 nhưng vẫn qua nhé.
Đây là dấu hiệu chữ X nằm ở dưới ngón giữa. Mình xin đính chính lại, nó nằm ở dưới ngón giữa nhé. Tiếp theo, một cái dấu hiệu nữa đó là giữa lòng bàn tay, chỗ giao nhau giữa đường tâm đạo và đường chí đạo xuất hiện hình chữ thập. Đâu, đây là đường tâm đạo này, và đây là đường chí đạo này, xuất hiện một hình chữ thập. Đây, hình chữ thập đây, nó đây. Cái đường chữ thập này nó báo hiệu là điều gì? Mình đã chia sẻ ở rất nhiều những cái video trước rồi, mình xin nói lại luôn. Cái đường chỉ này nó báo hiệu là người rất tin về tâm linh, rất là tin về tâm linh, tin về việc thờ cúng này, tin về có bậc bề trên này, tin có sự tồn tại của thế giới bên kia này. Chữ thập này còn báo hiệu là sẽ cho người khác vay mượn số tiền lớn nhưng không đòi được lại. Những người nào mà có hình chữ thập này ở giữa lòng bàn tay này đa phần là hay giúp người, nhưng mà nhận lại toàn là gieo ân mà làm nhận lại chỉ là oán thù mà thôi, cho vay mượn tiền nhưng mà không đòi được lại. Và chị ấy cũng nói với mình là đang có rất nhiều món nợ không đòi được lại. Ta xét tới đường tâm đạo của người này nào. Đây, đường tâm đạo đâu? Đường tâm đạo đây, mình sẽ xin khoanh tròn nó lại. Mọi người thấy rõ chưa? Đó, đây là đường tâm đạo. Đường tâm đạo của người này hình dáng thì dài đến mộc tinh. Đây, từ đây mình này, từ đây dài đến tận gò mộc tinh rồi dừng. Màu sắc thì rất là đậm, thể hiện là người sống biết trước biết sau, ít khi để mất lòng người khác bao giờ. Nhưng trên đường này xuất hiện những cái vết chấm đen. Đâu, những vết chấm đen là ở đâu? Đây, mọi người mình thấy không? Một vết chấm đen này, hai vết chấm đen này, ba vết này, bốn vết này, rất là nhiều vết chấm đen. Mình khoanh tròn mọi người thấy, có thể thấy rõ. Đây là dấu hiệu của người dễ bị mắc bệnh tim mạch, hay bị hồi hộp vô cớ, nhói tim, đau tim. Vì thế các bạn hãy tự xem trên cái lòng bàn tay mình, nếu trên cái đường tâm đạo mà có những cái dấu chấm đậm như thế này thì rất dễ mắc các bệnh về tim mạch nhé. Mà lại kèm theo nhiều cái gân xanh nó nổi lên trên lòng bàn tay nữa thì nó cái bệnh về tim mạch nó sẽ càng nặng thêm. Mọi người phải lưu ý về vấn đề này. Một đường nữa mình muốn giới thiệu đến mọi người đó là đường chỉ thủy tinh. Đây, đường chỉ thủy tinh từ đâu? Đường chỉ thủy tinh của chị này xuất phát từ ngay cái gò kim tinh này, chạy thẳng lên đây. Mình khoanh tròn cho mọi người thấy rõ. Đây, cái đường chỉ thủy tinh của chị đây này. Tại sao lại gọi là đường chỉ thủy tinh? Bởi vì nó hướng lên gò thủy tinh thì được gọi là đường chỉ thủy tinh. Cái mình đang khoanh tròn ở đây. Đường chỉ thủy tinh của chị này đẹp, rõ ràng, màu sắc nhuận hồng, thể hiện là người có tài ngôn luận, thông minh, lanh lợi, ăn nói rất hoạt bát. Và có một điều đặc biệt nữa là cái đường chỉ này về cuối đường sẽ làm đôi. Đây, nó đi từ đây tới đây, và cuối đường của nó sẽ làm đôi, chia làm hai nhánh. Mọi người thấy rõ chưa? Mình đã kẻ rõ để mọi người có thể dễ nhận biết. Thì cái điều này nó sẽ phản ánh là người có thể làm thành công được hai công việc cùng một lúc, nghề tay trái và nghề tay phải. Đấy. Hiện tại chị ấy cũng chia sẻ thật với mình là đang làm nghề công sở, công việc trong công sở, và cũng kinh doanh ngoài luôn. Mình thấy cái công, và chị ấy cũng phản ánh là công việc làm ăn của chị ấy hiện tại đang rất là thuận lợi và may mắn. Những người nào đấy có tài ăn nói đa phần đấy là sẽ có đường chỉ thủy tinh chạy từ đây lên tới đây, rất là rõ ràng và đẹp. Nếu mà nó chia được làm hai về cuối nữa thì thực sự là quá tốt, đúng là đường chỉ trời ban. Và một nét đẹp cho bàn tay này nữa là có dấu chữ thập trên gò mộc tinh. Dấu chữ thập trên gò mộc tinh đâu? Đây,
trên Gò Mộc Tinh là ở dưới ngõn trỏ. Đây, có một hình chữ thập đây. Đấy, mình khoanh tròn đấy. Dấu chữ thập này nó báo hiệu là sớm muộn người này cũng nắm quyền hành trong tay và có thể là bậc chỉ huy lãnh đạo ở nơi công tác, ở nơi đang công tác và nơi đang làm việc. Nhưng có một dấu hiệu báo nên điểm yếu của người này, đó là đường chỉ số phận. Đường chỉ số phận của chị này xuất phát từ ngay cái Gò Thái Âm, chạy tới đường chỉ Tâm Đạo rồi dừng hẳn. Cái đường chỉ này nó báo hiệu là người nặng gánh chuyện gia đình, dù có đi lấy chồng rồi nhưng vẫn phải lo ngược lại cho cha mẹ đẻ cũng như là anh chị em ruột thịt rất nhiều, tâm trí không bao giờ an. Những bạn nam hay bạn nữ nào đang xem video này mà thấy có đường chỉ số phận chạy từ Gò Thái Âm mà đi tới đường Tâm Đạo rồi dừng hẳn, thì 10 bạn đến khoảng 9 bạn sẽ là người rất là nặng gánh gia đình, lo toan cho gia đình rất là nhiều. Nếu là con gái có đi lấy chồng rồi thì cũng phải lo ngược lại cho gia đình nhà mẹ đẻ, anh chị em ruột của mình, rồi lại lo ngược lại cho ba mẹ chồng luôn. Nói chung là nặng gánh rất là nhiều, rất là khổ tâm nhé. Và có một điều đặc biệt cuối cùng nữa mình muốn chia sẻ cho mọi người đây, đó là đường chỉ thủy tinh. Với đường chỉ đây, đường chỉ thủy tinh đây. Với đường chỉ số phận đây, đường chỉ số phận đây. Kết hợp với đường chỉ chí đạo. Chí đạo ở đâu? Đây, chí đạo ở đây. Mọi người thấy nó tạo ra điều gì không? Nó tạo thành một hình tam giác. Đấy, hình tam giác mọi người thấy rõ chưa? Mình để khoanh tròn đây này. Và đường tam giác này nổi lên rất đậm. Mình có đây, mình khoanh tròn đây. Đường tam giác này nó nổi lên rất đậm. Nó báo hiệu là trong vài tháng tới người này đang có một dự định rất lớn, có thể bắt tay làm một cái việc rất là đại sự, việc rất là lớn trong gia đình. Thì mình cũng hỏi chị ấy và chị ấy cũng trả lời là xác nhận rằng là đúng. Chị với chồng chị ấy đang bàn bạc để chuẩn bị trong vài tháng tới tu sửa lại cái căn nhà của vợ chồng chị ấy. Thì việc này rất là đúng, rất là chính xác. Nếu bạn nào mà có một cái hình tam giác này ở giữa lòng bàn tay đấy mà nó đậm rõ nét lên thì chắc chắn là trong vài tháng tới thôi sẽ dự định là một cái công việc gì đó tương đối là lớn lao, và mình tin chắc là nó sẽ dễ được thành công, dễ đạt được cái sự thành công. Nói chung cái bàn tay này của với chị sinh năm 1980 này thì tương đối là tốt, mặc dù chị ấy hay đau ốm bệnh tật lặt vặt thôi, nhưng thấy tâm của chị ấy cũng là một người thực sự là tốt, có hiếu với cha mẹ, đầy đủ tất cả mọi thứ. Thôi mình cũng xin dừng video tại đây đây. Bạn nào thấy video này thật hay, bổ ích thì hãy nhấn một nút đăng ký cho mình nhé, để mình có thật thêm nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa chia sẻ đến cho mọi người, để mọi người có thể biết về môn huyền học này, môn khoa học huyền bí này. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm nhé, có thể nhắn tin cho mình trực tiếp qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người nhé.